Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán các bạn. Hôm nay mình nói về số chín phương, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ lấy ví dụ, sau đó mình nêu định nghĩa các bạn. Ví dụ như 1 này là số chín phương, 4 là số chín phương, 9 là số chín phương, 16 là số chín phương, 25 là số chín phương và 36 gọi là số chín phương. Vậy 1, 4, 9, 16, 25, 36 là số chín phương vì nó được viết dưới dạng là một mũ mũ 2. Một mũ 2 là gì? Ý nó là 1 nhân 1 2 lần. Được chưa? 4 chín là 2 mũ 2. 2 nhân 2 2 lần. 9 chín là 3 mũ 2. 16 chính là 4 mũ 2. 25 chính là 5 mũ 2. 36 chính là 6 mũ 2. Vậy số chín phương là gì? Số chín phương là số được viết dưới dạng mũ 2 của một số tự nhiên. Được chưa? Số chín phương là gì? Số chín phương là số được viết dưới dạng mũ 2 nè. Mũ 2 của một số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân và vân vân, gọi là số chín phương. Đó là cách thứ nhất. Được chưa? Cách thứ hai là 1 này, thì các bạn thấy rằng 1 này căn 1 ra mấy ạ? Cái ký hiệu này gọi là căn nha các bạn. Ký hiệu này gọi là căn. Căn 1 bằng 1. Được chưa? Căn 4 bằng 2. Căn 9 bằng 3. Các bạn không biết thì các bạn cứ dùng máy tính, các bạn bấm căn 1 ra 1, căn 4 thì bằng 2, căn 9 bằng 3 và căn 4, căn 16 bằng 4, vân vân và vân vân. Vậy cách thứ hai đó là gì ạ? Số chín phương là số được căn của nó, căn của nó ra một số tự nhiên. Đó. Được chưa ạ? Gọi là số chín phương. Thì đối với mình thì mình chỉ nhớ là số chín phương là gì? Số chín phương là số được viết dưới dạng mũ 2 hay gọi là bình phương. Được chưa? Một số tự nhiên dưới dạng bình phương. Ok chưa? Đó là số chín phương. Tiếp theo đó là đặc điểm của số chín phương. Đặc điểm của số chín phương các bạn. Ở đây mình sẽ nêu một vài đặc điểm cơ bản của số chín phương thôi. Thứ nhất là gì ạ? Số chín phương là số tận cùng. Số tận cùng nha. Số chín phương là số có số tận cùng là đây. 1 nè. Đó. 0 nè, 0 nè, 1 nè, 4 nè, 6 nè, 4, 5 nè, 5 nè, 6 nè, và 9. Được chưa? Đó gọi là số chín phương. Số chín phương là số mà số tận cùng là 0 nè, 1 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, và 9. Được chưa? Và tiếp theo, số chín phương khi phân tích ra thừa số nguyên tố luôn luôn có mũ là mũ chẵn nha các bạn. Mũ 2, mũ 4, mũ 6, mũ 8, mũ 10, vân vân và vân vân. Được chưa? Một số chín phương khi phân tích ra thừa số nguyên tố luôn luôn có số mũ là mũ chẵn. Được chưa? Mũ chẵn. Tiếp theo đó là số lượng ước của một số chín phương của một số chín phương là số lẻ. Ví dụ ước của một là một số lẻ, ước của 4 là
mình ghi ra ước của 4. Ước là chia, các bạn lấy 4 chia 1 được, 4 chia 2 được, 4 chia 3 không được, 4 chia 4 được. Được chưa? Vậy ước của 4 là 1, 2, 3 là lẻ. Được chưa? Đây là những cái kiến thức, những cái đặc điểm cơ bản nhất của số chín phương mà các bạn cần phải nhớ. Còn vài cái đặc điểm nữa, các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bạn có thể vào mục miêu tả để xem nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment với mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.